Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh Ô tô 360 của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Nissan Navara phiên bản L. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 và được nhập khẩu từ Thái Lan. Chiếc xe đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã đăng ký cuối năm 2018. Chiếc xe vừa lăn bánh được 3 vạn km rồi ạ. Tất cả chiếc xe này là chúng tôi cam kết là còn rất là đẹp và còn nguyên bản ạ, nguyên bản từ đến cái nước sơn. Chiếc xe đã được chủ xe lắp lên rất là nhiều đồ, ví dụ như là nắp thùng cao này, camera lùi, cảm biến lùi này, dán phin cách nhiệt này, lót sàn da và lót sàn 5D ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe Nissan Navara phiên bản L 2018 này ạ. Các bạn, vẫn như mọi khi thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn từ cái phần ngoại thất trước ạ. Trước tiên là chúng ta cùng đi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe Nissan Navara phiên bản L này ạ. Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe này thì thực ra là rất là mới ạ, gần như là mới luôn ạ. Tại vì chiếc xe này được sản xuất năm 2018, nhập về Việt Nam là hạ cuối năm 2018 và đăng ký cuối năm 2018 luôn. Chiếc xe tính ra thời gian sử dụng mới có hơn 1 năm thôi. Và chiếc xe đã chạy được 3 vạn km rồi. Hơn 1 năm mà chạy 3 vạn km thì đối với những chiếc xe con, những chiếc xe hạng sang thì là rất là nhiều. Nhưng mà đối với những chiếc xe bán tải hoặc là những chiếc xe chạy dịch vụ thì nó là quá là ít ạ. Chiếc xe bán tải mà chạy được 1 năm mà chạy được tầm 3 vạn thì rất là ít ạ. Vì là đa số là những chiếc xe bán tải này là những cái xe, chiếc xe đa dụng, sử dụng rất là nhiều, cho nên là chiếc xe này chạy 3 vạn thì thực sự rất là ít. Mà chiếc xe này mà chạy mới có 3 vạn km thôi thì gần như là mới ạ. Tất cả về cái phần nước sơn của chiếc xe này nó còn sơn nguyên zin rịa của xe đấy ạ. Tuy có đôi phần xước sát ở bên ngoài nhưng chúng tôi cũng không sơn, tại vì là để nguyên cái nước sơn zin của xe. Nếu như sơn đi thì nó sẽ là mất zin của cái sơn nguyên bản của xe. Vì đây là cái xe được nhập khẩu, được sản xuất tại Thái Lan, cho nên cái nước sơn nguyên bản của nó rất là tốt. Nếu như sơn tại ở Việt Nam mình thì là nước sơn nó không tốt bằng những cái phần ở đã xe đã nhập khẩu, cho nên chúng tôi để nguyên. Mặc dù là chủ xe cũng đã mua phần bảo hiểm thân vỏ nhưng mà chủ xe cũng chưa sử dụng đến, chưa phải sử dụng đến một lần nào ạ. Nhìn qua về phần bên ngoài ta thấy chiếc xe này rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới vừa mới xuất xưởng xong ạ. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Navara này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Đây là quý vị các bạn cùng xem ạ, cái dàn lốp này của nó là còn nguyên bản ạ. Đây là cái dàn lốp của xe này còn nguyên bản đây và còn rất là mới. Cái dàn lốp nguyên bản của xe này chạy phải được hơn 10 vạn km cơ, mà chiếc xe này mới chạy có 3 vạn thôi, cho nên là cái lốp của nó còn gần như là mới. Đây tôi sẽ quay sát vào cho quý vị các bạn cùng xem là cái đét lốp đây ạ. Cái đét lốp là tuần thứ 20 năm 2018 đấy ạ. Xe được sản xuất năm 2018 và lốp cũng là sản xuất năm 2018 luôn. Cái lốp nguyên bản theo xe đấy ạ. Cái la răng của nó cũng còn đang rất là mới và bóng, chưa có xước sát gì cả. Đây là cái phần đầu, phần ba đờ sốc trước của xe đấy ạ. Quý vị các bạn cùng xem đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, cho nên là chưa có dấu vết gì cả đâu. Tất cả còn rất là mới và rất là đẹp ạ. Đây là cái phần đèn pha của xe. Đèn pha của xe cũng rất là mới, bóng, chưa có nứt vỡ, chưa có xước sát gì luôn ạ. Tất cả còn đang rất là mới đây. Cái phần ca lăng của xe, ca lăng của xe là mạ chrome rất là bóng. Đèn pha thì rất sáng, kể cả là đèn bên trái và đèn bên phụ đều rất là mới, không khác gì một cái xe vừa mới xuất xưởng ra. Đây là cái phần cặp đèn gầm của xe. Xe cũng đã được trang bị cặp đèn gầm hoặc là gọi là đèn sương mù đấy ạ. Cửa gió này, cửa gió trước này rất là mới, sạch sẽ và đẹp đẽ. Mặc dù chúng tôi vừa mới rửa xong thôi, chưa có dọn dẹp, chưa có làm gì mà nó còn rất đẹp như thế này đấy ạ. Đây là cái phần sắt xi của xe. Tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem chi tiết về cái phần bên trong, phần sắt xi này. Phần sắt xi, phần lòng dè của xe, quý vị các bạn xem để thấy được cái độ mới của nó như thế nào ạ. Có khác gì cái xe mới vừa xuất xưởng không ạ. Mặc dù mới chạy hơn 1 năm
Và đây là cái phần ba đời sốc sau của xe. Ba đời sốc sau của xe này, chủ xe cũng đã lắp thêm là cái phần cảm biến lùi. Đây là cái phần cảm biến lùi mà chủ xe cũng đã lắp thêm rồi ạ. Chủ xe đã lắp thêm về phần cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ rồi ạ. Giúp cho chúng ta nếu mà mới lái hoặc là chiếc xe này nó dài khó căn chỉnh thì đã có cảm biến và camera lùi, lùi rất là dễ dàng ạ. Đây là cái cặp đèn hậu của chiếc xe ạ. Đèn hậu của chiếc xe này cũng còn rất là mới, chưa có dấu hiệu của sự xước sát hay là nứt vỡ gì cả. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đây chúng ta có thể nhìn nghiêng của cái phần xe đấy, nhìn dọc theo xe đây ta thấy được cái nước sơn của nó còn nguyên bản thì nó còn đẹp như thế này đấy ạ. Đây là cái phần lốp sơ cua, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem về cái phần lốp sơ cua này ạ. Cái lốp sơ cua này còn mới tinh, chưa hạ một lần nào ở đây. Quý vị các bạn cùng xem cái vạch sơn của lốp sơ cua vẫn còn nguyên. Điều này chứng tỏ là lốp sơ cua chưa sử dụng một lần nào ạ. Chưa phải hạ xuống lần nào, không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng ra. Tiện quay về cái lốp sơ cua này, tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem về cái phần gầm của xe. Phần gầm của xe đây ạ, phần giảm sóc này. Phần gầm và giảm sóc sau này, các thứ này rất là mới, rất là đẹp. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu, chúng tôi vừa mới mua về là chúng tôi cũng rửa qua đi thôi, vừa mới rửa nước lã xong là chúng tôi đem ra đây để quay cho quý vị các bạn cùng xem luôn đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Đây là cái phần lòng dè phía trước, phần lòng dè phía trước của xe đây ạ, và phần giảm sóc trước đây, quý vị các bạn cùng xem. Tất cả nó đều rất là mới ạ, không khác gì chiếc xe vừa mới xuất xưởng ra. Quý vị các bạn mua chiếc xe này thì quý vị các bạn được sở hữu một chiếc xe gần như mới mà giá thành thì lại tiết kiệm hơn xe mới rất là nhiều ạ. Đây là cái phiên bản Nissan Navara. Navara và là cái phiên bản L đây ạ. Nissan đã trang bị cho chiếc Navara phiên bản L này cũng tương đối là đầy đủ đồ rồi đấy ạ. Và rất là đẹp ạ, từ những cái phần chữ cho đến phần tay nắm cửa đều rất là đẹp ạ, rất là sáng ạ. Nhìn ở một cái góc nghiêng của xe ta thấy được cái nước sơn nguyên bản của nó còn nguyên tương đối là tốt, cho nên là nó mới bóng bẩy đẹp đẽ như thế này ạ. Đây là cái phần lốp, tôi lại quay qua về cái phần cái lốp này cho quý vị các bạn xem. La răng cũng rất là mới, lốp rất là mới, phần bậc cửa cũng rất là mới, chưa có xước sát gì cả. Rất là đẹp ạ, bậc lên xuống rất là đẹp. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe Nissan Navara phiên bản L 2018. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên bước vào khoang nội thất của chiếc xe thì chúng ta cũng xem qua về cái cánh cửa bên lái này ạ. Như thường lệ tôi vẫn quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn từ đầu tất cả để xem là nó còn nguyên bản hay không ạ. Đây, đây là cái phần táp bi cửa, chủ xe cũng đã độ lắp thêm da rất là đẹp ạ. Và đây là cái cụm điều khiển lên xuống kính cộng mấy gương kính gập điện này ạ. Xe cũng đã được trang bị là gương gập điện. Toàn bộ về cái phần nội thất này chủ xe độ lên rất là nhiều ạ. Nội thất da màu ghi cộng với lót sàn da và thảm 5D 2 lớp rất là đẹp. Chủ xe cũng đã rất là cẩn thận độ lên, lắp lên rất là nhiều đồ tiện ích cho xe mà để giữ gìn cho chiếc xe này. Không những làm cho chiếc xe nó sang trọng lên rất là nhiều và nó bảo vệ và giữ gìn cho chiếc xe rất là đẹp ạ. Đây là cái phần chủ xe đã lắp thêm về cái phần ghế da cộng với sàn da. Trần xe thì cũng rất là đẹp, rất là mới. Chiếc xe nó chạy có hơn 3 vạn km thôi, cho nên là nó không khác gì một chiếc xe mới ạ. Nhiều chỗ ni lông còn chưa bóc cả, rất là đẹp ạ. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe Nissan Navara L 2018 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn lái thử, muốn xem trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Chúng tôi đang bán chiếc xe này với giá là hơn 500 triệu đồng thôi. Chỉ hơn 500 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Nissan Navara siêu lướt này ạ, chạy được hơn 3 vạn km thôi ạ. Và nếu như quý vị các bạn chưa sắp xếp đủ tài chính thì chúng tôi có thể làm trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục làm thì cực đơn giản, chỉ trong vòng 3 ngày thì chúng tôi có thể giải ngân giúp cho quý vị và các bạn nhận được xe ngay ạ.
Quý vị các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho bộ tinh thần cho chúng tôi làm việc. Chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp, rất là đều xe ạ. Vì chúng tôi cũng không phải giới thiệu nhiều cho quý vị các bạn cùng xem đâu. Chắc hẳn quý vị các bạn theo dõi màn hình này thì quý vị các bạn xem, quý vị cũng có thể tự đánh giá được là chiếc xe này nó còn mới và còn bao nhiêu phần trăm nữa đấy ạ. Đây là cái phần ghế da đằng sau thì gần như là chiếc xe này là chủ xe đi có một mình thôi, cho nên cái phần đằng sau này thì gần như là không có người ngồi ạ, còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Và chủ xe này là nữ sử dụng ạ. Chủ xe này là một chị nữ 7X sử dụng ạ, cho nên là gần như là mới ạ, còn rất là đẹp ạ. Phần đằng sau này chưa ngồi đến chúng tôi, khi chúng tôi đến mua chiếc xe này thì trên xe của chị là toàn đồ của trẻ con thôi, chị bảo chị toàn đưa đón cháu đi học thôi chứ không sử dụng vào những công việc của công ty. Đây là chiếc táp bi cửa bên phụ ạ, cũng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Không phải giới thiệu nhiều thì quý vị các bạn nhìn vào đây thì chắc hẳn là quý vị các bạn cũng đã biết được chiếc xe này nó còn mới và đẹp như thế nào rồi đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, nhập khẩu từ Thái Lan, nhập khẩu về Việt Nam là năm cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội cuối năm 2018, cho nên là tính đến thời điểm này thì chiếc xe mới chạy được hơn 1 năm thôi. Chạy được hơn 1 năm thì là chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp, không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng ra. Nếu như quý vị các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì quý vị các bạn chỉ phải bỏ tiền ra hơn 500 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay chiếc Nissan Navara này ạ. Tiết kiệm so với xe mới rất là nhiều, mặc dù chiếc xe này cũng không khác gì là một chiếc xe mới. Đây là cái phần táp lô của xe đấy ạ, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đây là cái đồng hồ của xe đấy ạ, cái đồng hồ này là chạy được 33,000 km rồi. Và chúng tôi cam kết là chúng tôi không tua cái đồng hồ này. Tại vì sao lại không tua? Tại vì là chiếc xe này vẫn còn đang bảo hành tại hãng Nissan, cho nên nếu như chúng tôi mà tua đồng hồ thì là sẽ bị từ chối bảo hành, sẽ bị hãng từ chối bảo hành, cho nên những chiếc xe còn bảo hành thì không bao giờ chúng tôi tua. Mặc dù tua một chiếc xe này thì cũng rất là đơn giản thôi, rất là dễ thôi, nhưng mà chúng tôi không tua đâu. Và cái vô lăng này thì quý vị và các bạn cũng đã biết là cái vô lăng này nó còn như mới thế này thì là chạy hơn 3 vạn thì cũng là điều đương nhiên thôi. Nếu như chạy nhiều thì cái vô lăng này nó cũng sẽ rất là bóng đi hết rồi và nó xước sát ra nhiều rồi. Cần số cũng vậy đấy, quý vị các bạn cùng xem về cái phần cần số này, nó chưa có xước sát gì cả đâu, chưa có bóng. Đây là cái phần đầu đi CD của xe, để xe được trang bị đầu CD radio FM dày. Và xe cũng đã được trang bị là điều hòa tự động rồi ạ, điều hòa tự động. Đây là cái phần điều hòa tự động của xe đây ạ. Xe được trang bị điều hòa tự động và có đầy đủ các cửa gió cho hàng ghế phía sau. Hàng ghế phía sau ngồi thì cũng rất là mát mẻ vì là đã có được trang bị cái phần cửa gió cho hàng ghế phía sau rồi. Trần xe còn rất là mới ạ. Trần xe rất là mới, sạch sẽ, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu cho nên nhưng mà cũng đã đẹp được như thế này rồi đấy ạ. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì nhưng mà trần xe cũng rất là đẹp rồi đấy ạ. Chủ xe đi rất là giữ gìn. Đây là cái phần đầu CD của xe đây ạ. Phần đầu CD mà Nissan cũng đã trang bị cho phiên bản Navara L này rồi đấy ạ. Đây là chiếc gương chiếu hậu của xe, gương chiếu hậu cũng đã chống chói rồi đấy ạ. Gương chiếu hậu chống chói và tích hợp camera lùi lên chiếc gương chiếu hậu này rồi ạ. Đây là camera lùi. Camera lùi cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này. Cộng với chủ xe cũng đã lắp thêm cảm biến lùi. Đây là cái cảm biến lùi mà chủ xe đã lắp thêm, giúp chúng ta lùi rất là thoải mái, rất là dễ ạ.
Tại vì là chiếc xe này rất là dài. Nếu như chúng ta mà, nếu như quý vị và các bạn chưa đi quen chiếc xe dài như thế này mà lùi thì cũng rất là khó. Nhưng mà chủ xe cũng đã lắp thêm cảm biến lùi và xe cũng đã được trang bị camera lùi rồi, cho nên là giúp chúng ta lùi rất là dễ dàng ạ. Đây là tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan. Tem và số VIN của xe được nhà sản xuất dán lên cái khung xe này ạ. Đây là cái phần nắp thùng sau của chiếc xe. Tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là cái nắp thùng sau mà chủ xe cũng đã lắp lên ạ. Đây là nắp thùng cao, cũng rất là tiện lợi cho quý vị các bạn. Nếu như cả gia đình mà đi phượt mà có cái nắp thùng này thì để được rất là nhiều đồ, rất là tiện ích ạ. Chủ xe không để, không sử dụng cái gì cả, để lâu cho nên là nó cũng hơi bẩn một chút. Cho nên là tôi vừa mới rửa xe là tiện, tôi cũng rửa luôn qua cái nắp thùng này, cho nên nhìn nó có hơi ướt một chút ạ. Chứ còn đây là cái nắp thùng cao và là nắp thùng kín, cho nên là rất là sạch sẽ và đẹp ạ. Tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem về cái phần nắp cạnh nắp thùng này ạ. Từ keo chỉ rồi ốc ác về cái phần này cho nên nó còn nguyên bản hết lại. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản. Sau đây tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cái phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó là cái phần động cơ của chiếc xe. Nissan cũng đã trang bị cho chiếc Navara phiên bản L này là một động cơ diesel, tức là động cơ dầu 2.5 lít ạ. Động cơ rất là tiết kiệm nhiên liệu, 2.5 lít thì đi rất là khỏe. Phiên bản Ranger Navara thì được trang bị là 2.2, hoặc là Mitsubishi Triton thì cũng được trang bị là 2.5. Ở phiên bản Nissan Navara này cũng là được trang bị động cơ diesel 2.5 lít ạ. Và cái điều quan trọng chúng ta soi ở cái xe này, xem nó còn đẹp, còn mới đến đâu, thì chúng ta vẫn xem về cái phần keo chỉ và ốc cabo, ốc máy. Tất cả các ốc tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị bạn cùng xem đây ạ. Xem nó còn nguyên bản hay không ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này máy móc còn nguyên bản, chưa có đâm đụng hay là chưa có ngập nước, chưa làm lại bất cứ một cái phần gì cả. Tất cả này là còn mới nguyên ạ, mặc dù chủ xe mới có thay dầu thôi, chưa phải làm gì nhiều, cho nên là cái động cơ này nó còn nguyên bản, tất cả các ốc này còn nguyên bản hết ạ. Chưa có phải tháo ra, chưa có va chạm hay chưa có làm gì cả, tất cả cái máy móc còn nguyên bản và nó còn đẹp như thế này đây ạ. Chúng tôi cũng chưa có phải dọn máy, chưa phải làm gì, chúng tôi rất tiết kiệm, chúng tôi mua xe về là chúng tôi có rửa qua và đem lên đây để bán cho quý vị các bạn thôi. Chúng tôi tiết kiệm được bao nhiêu thì cái giá thành của xe nó thấp bấy nhiêu ạ. Vì chúng tôi có dọn dẹp hay chúng tôi có phải làm gì thì là tất cả nó đều cộng vào cái giá thành của chiếc xe. Mục tiêu của chúng tôi là đem đến cho quý vị và các bạn những chiếc xe mà giá thành nó tốt nhất. Cho nên chúng tôi phải tiết kiệm chi tiết nhất từng tí một. Nếu chiếc xe nó còn đẹp thì chúng tôi không phải dọn dẹp làm gì cả, để nguyên để bán cho quý vị và các bạn thôi ạ. Như chiếc xe này chạy có hơn 3 vạn km thôi thì tất cả nó còn như mới, kể cả máy móc nó còn như mới này thì chúng tôi cũng không mất tiền để dọn làm gì cả. Đây quý vị các bạn cùng xem ạ, chúng tôi chưa dọn một tí nào mà chiếc xe máy móc nó đã được đẹp như thế này rồi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn quan tâm chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 được chúng tôi tư vấn ạ. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị các bạn hãy đến cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là hơn 500 triệu đồng thôi. Chỉ hơn 500 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Nissan Navara 2018 đẹp gần như mới này ạ. Mà quý vị và các bạn tiết kiệm hơn so với xe mới rất là nhiều ạ. Tất cả các ốc máy, tất cả những các ốc ở trên cái phần khoang động cơ này nó còn đều mới hết ạ. Tất cả còn nguyên bản ạ, chưa có một vết xước nào. Chúng tôi xin cam kết là chiếc xe này không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. Và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
Thank you.